linh cảm của một người mẹ. Tôi không tin, tôi không tin con Hiền nó lại làm điều như vậy. Đứa con gái mà luôn cùng ông, đứng dưới lá cờ nghĩa Tây Sơn, không thể nào một sớm một chiều mà nó lại phản bội quê hương, theo phường bạn. Nhìn thấy xuồng của con, bọn giặc trên tàu đã bắn tên Di Đại Trấu. Anh em phải lặn xuống sông, mỗi người một nơi chạy toán loạn. Riêng con thì lại bị thương nhẹ ở tay. Trời ơi, tụi con thiệt là dại dột hết sức. Có mười mấy đứa với ba bốn chiếc xuồng thì làm gì được tụi giặc xiêm. Có đau không con? Dạ không sao. Bác Tư ơi. Ừ. Có tin tức gì của em Hiền chưa bác Tư? Em Hiền sao rồi bác Tư? Nói con nghe đi bác. Em Hiền sao rồi bác? Cách mấy ngày sau khi tụi nó bị bắt, có một đứa đã trốn thoát được về đây và kể lại rằng, vì không để cho tụi giặc xiêm làm ô nhục nên có đứa đã tự vẫn, có đứa đã trầm mình xuống dòng sông, và có đứa đã cắn lưỡi chết trước mặt bọn giặc xiêm. Trời ơi, em Hiền, bác Tư ơi, còn em Hiền, em Hiền sao rồi bác Tư? Bác cũng đang đau đớn để chờ đợi tin cái chết của con Hiền, nhưng trời ơi, tin bác nhận được là nó đã vui vẻ về làm vợ của Chiêu Tân. Không đâu mẹ ơi. Các mày. Không phải vậy đâu. Bác Tư ơi, những lời bác nói không phải là sự thật đúng không bác Tư? Bác nói con nghe đi bác Tư. Tất cả không phải là sự thật đúng không bác Tư? Bác Tư. Nhưng đó lại là sự từ hôm đó đến nay, nó vẫn sống chung với giặc và được tên Chiêu Tân hết già si mê. Đem vàng bạc ra làm vợ bắt con Hiền, nó đã trở thành mặc vào chiếc áo
đời cha nó. Quên mình dưới là cờ nghĩa Tây Sơn, cứu giúp dân lành, cứu giúp dân lành thoát khỏi xích xiềng ám bức. Chỉ mong con cháu đời sau tròn nghĩa với quê hương. Trời ơi, vậy mà con nghề. Bác Tư, bác Tư ơi, bác có sao không bác? Không, bác không sao. Dạ. Hình như là thuyền, thuyền của ai vậy bác? Tàu của tướng giặc Chiêu Tăng. Chiêu Tăng, là Chiêu Tăng. Được rồi, con sẽ giết hắn. Không phải. Bác Tư, con định làm gì? Bác buông ra đi bác Tư. Ông Hải ơi, con mình sẽ lấy đầu của hắn. Bác Tư, ông Hải. Bác Tư, con đang bị thương, giả lại tụi nó đông lắm, con không làm gì được đâu. Con không sao đâu bác Tư, đừng lấy cho con mà bác Tư. Ông Hải, con Hải bình tâm mà suy càng nghĩ cùng lấy mà bỏ nó đâu phải dễ dàng. Rồi nó sẽ trả thù là làm có xứ năm hồn. Trời ơi, trời ơi, ôi hỡi trời cao, sao quốc nghẹn dân trào, quân tôi bao tố ba đào. Tôi có lúc nghẹn ngào mà sao đau nhói buồn tim. Nghe lời bác Tư, lánh mặt vào trong đi con. Bác Tư ơi, nhưng mà con tránh dôi không xấu mặt nào. Bác Tư à, đi đi, đi con. Bác Tư, đi con xin bác một. Bác Tư, đi. Bác Tư. Má ơi, má ơi, má, con về rồi nè má ơi. Má, má ơi, má. Răng bần, răng bần vẫn còn nằm ven sông. Chiếc xuồng, ôi, chiếc xuồng của ba vẫn còn nằm chơ vơ bên bờ kênh nhỏ. Kìa, hôi hương trên bàn thờ nghi ngút. Ba ơi, khi con mặc chiếc áo xiêm này, ba hiểu nỗi lòng của con mà phải không? Sẽ không ai hiểu cho cô đâu. Má, má ơi. Đừng, đừng gọi tôi là má. Má, tôi không có một đứa con như cô. Má, má ơi, con về đây trước là thăm má, sau là con xin phép má cho con thắp cho ba một nén nhang nha má. Không, cô không có quyền kêu tôi bằng má. Má, và cũng không có quyền đến bên bàn thờ kia để làm tuổi vong linh của người cha đã vì nước quên mình. Nếu biết điều thì hãy đi đi cho quốc mắt, đừng để tôi đem nhục với bà con. Con xin má hiểu giúp con, dẫu con đang mặc chiếc áo xiêm, nhưng vẫn là cô gái năm con như một đạo đã lớn lên bằng cùng nước sông biển hạ gạo trà tanh. Má, thôi thôi, cô đừng có giả nhân giả nghĩa. Những chuyện cô làm tôi đã biết hết, tôi đã biết hết rồi. Cô định bôi trò trái trâu lên mặt tôi, lên dòng linh của cha cô nữa hay sao? Má ơi, tất cả chỉ vì hoàn cảnh cô. Hoàn cảnh? Không có cái hoàn cảnh nào mà bắt buộc con người ta phải bỏ tổ bỏ tông, bỏ làng bỏ xóm. Má, đi, con hãy đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi giặc xem nó đang chờ con ngoài kia kìa. Má, má, con nhìn thẳng vào mắt của má. Dạ.
già nói thật cho má nghe. Dạ. Con hãy nói là những chuyện con đang làm không phải là sự thật. Đó không phải là sự thật, phải không con? Phải không con? Đó không phải là sự thật, phải không con? Phải. Nếu mà đã biết hết thì con cũng chẳng che giấu má làm gì nữa. Phải, con đã chấp nhận về làm vợ của Chiêu Tăng. Mày, má hãy nhìn con mà xem. Từ một cô gái tay lắm chân bụng sống heo hút nơi cái xứ sở cù lao lạc hậu này, bỗng phút chốc con đã trở thành một dương tử phu nhân sống trong cảnh vàng son nhung lụa. Má, má phải mừng cho con chứ. Tại sao má lại trách con? Không lẽ má muốn con chết oan uổng như những cô gái ngoài kia thì má mới vừa lòng vừa dạ của má hay sao má? Câm miệng! Là mày chết đi, mày chết đi như những cô gái ngoài kia để giữ gìn trinh tiết, thì má sẽ chôn mày với cõi lòng tan nát. Còn hơn nhìn con sống đây mà nhục nhã. Nó đã chết rồi.
lại gặp anh ở đây. Phải. Có ai ngờ phu nhân của Dương Tử Chiêu Tăng lại quen với một gã nông dân người Việt bần hèn, khô ôm áo rách. Xin anh đừng vội nói lên những lời cay đắng. Dẫu đã xa cách đôi đường, nhưng vẫn còn nghĩa xóm tình quê. Nghĩa xóm tình quê. Bạn còn đủ can đảm để thốt ra những tiếng đó nữa hay sao? Còn những thứ đó nữa sao trong trái tim của một con người bội bạc? Anh Út, thưa lời bạn, tại sao giữa đêm giông gió như thế này, lệnh bạn ở dưới thuyền để tìm hơi ấm bên cạnh Dương Tử Chiêu Tăng, trở về làm chi nơi mái lá nghèo nàn, cho thêm tuổi thẹn một đoạn đời nông dân cơ cực. Ngọc Hải ơi, xin đừng nói những lời đắng cay chua xót. Chuyện ngày xưa xin hãy gác lại bên lòng. Còn gì kỷ niệm một dòng sông sầu chia cách cho cõi bằng xa xa. Anh Khúc, em là người có lỗi với anh. Oh,
kia theo nước trôi xuôi. Xin hiểu cho thân đơn côi cành hoa giữa cơn ly. Hãy quên em đi, hãy quên em đi. Lời xưa hẹn cùng nhau, giờ đây đôi con đường đau. Ai nói núi cao sông sâu, làm sao cách yêu nhau cho con. Hãy tha thứ cho con.